Hello, đây là một vị trí rất là thoáng mát đây để quay cho nghe. Khung cảnh rất là thoáng mát. Đó, nhìn xa xa là thấy Landmark 81 kìa. Landmark 81. Đó, nhìn hơn nhà cao tầng y như Hồng Kông luôn. Hồi xưa mình không nghĩ là sẽ có những cái nhà như vậy mà bây giờ coi nhà đó coi dài dài này nhà cao tầng không. Đây là một vị trí. Đó, nhìn xa xa nữa. Cái đó là cầu Thủ Thiêm ở Thủ Thiêm. Đây là một vị trí là một con đường rất là lớn. Đây là một cái vị trí này đúng không? Đó, ai biết đây là ở đâu, hai đường xe lên xe xuống. Thấy hơi gió không? Nhìn xa xa bên kia là tòa nhà 68 tầng á, lúc trước là coi như là cao nhất á, bây giờ là đã bị những tòa nhà khác chinh phục rồi. Đây là một vị trí của Sài Gòn mình, đố mọi người biết đây là đâu nha. Cái gió quá trời không. Rồi đây đây có một thằng nhóc nè, thấy không? Nó nhìn đi đẹp không? Đẹp không? Đây là nó rộng mát, chạy nhảy thoải mái luôn. Có chân. Sát bên đây là tòa nhà cao tầng này. Nhìn còn không hết luôn á. Vị trí này đẹp quá, mát. Rồi, xin chào nha.